Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giê-xu nói rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Chấp nhận. Theo truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, khi công thành danh toại, nhiều người trở về quê hương vinh quy bái tổ. Điều này không chỉ là vinh dự cho bản thân, mà còn cho quê hương xóm làng. Đối với Đức Giê-xu, khi trở về quê hương, người không được nhìn nhận dù những người ở xóm làng đã nghe những việc người làm tại Capernaum. Buộc nhà không thiên. Tâm tưởng đó đã ăn sâu vào não trạng người Do Thái. Vì thế, họ đã không nhận ra Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, đánh mất cơ hội được Đức Giê-xu làm phép lạ, và nhất là đón nhận mặc khải nước trời. Dân Nazareth chắc chắn sẽ rất vui mừng, phấn khởi và vinh dự nếu Thiên Chúa sinh ra trong làng của họ. Tuy nhiên, dù nghe biết phép lạ và thán phục lời giảng của Đức Giê-xu, nhưng họ không chấp nhận người. Họ cho rằng đấng thiên sai thì phải uy nghi, cao cả. Còn ở đây, Đức Giê-xu thì nghèo hèn, tầm thường và rất con người. Lạy Chúa, xin cho con biết gạt bỏ thành kiến và chân nhận phẩm giá của tha nhân, vì mỗi người đều là hình ảnh của Ngài. Amen.